Bây giờ tớ sẽ bóc ra cho cậu xem nha. À, bóc ra đi xào. Ơ, xào kìa. Đại xoa, cậu đi đâu vậy? Tớ mới mua được bộ đồ chơi cái kẹo đường Squid Game này nè. Nhà sách vừa mới về luôn đó. Đâu, cho tớ mượn xem nào. Wow, nhìn xịn sò vậy, chắc là chơi sướng lắm đây. Ờ, tất nhiên rồi. Tớ không chỉ có bộ đồ chơi cái kẹo đường Squid Game ở đâu. Tớ còn nguyên một bộ sưu tập Squid Game luôn đó. Thật không xoa? Hả? Thế bộ sưu tập của cậu có những món đồ chơi gì vậy? Mặt nạ lính canh nè, mặt nạ ông trùm nè, rồi pop it lính canh nè, rồi lật đật người chơi này, nói chung là nhiều lắm. Có gì chiều cậu cứ ghé đi, rồi tụi mình cùng chơi. Ờ, được đó Su Hào, vậy hẹn cậu chiều nay nhá. À, Su Hào có nguyên một bộ sưu tập Squid Game luôn à? Nghe thú vị thế nhỉ? Hay là chiều mình thử chế một bộ sưu tập Squid Game rồi mang qua nhà Su Hào cùng chơi. Ờ, được đó. Bây giờ thì mình sẽ chế tạo bộ đồ chơi Squid Game nha các bạn. Và đầu tiên thì mình sẽ làm con Pop-It kẹo đường. Và để làm được nó thì mình cần nguyên liệu sau đây: mang bao bóng bóng, đĩa CD, bút lông, màu nước và kéo. Đầu tiên thì mình sẽ sử dụng một cái đĩa CD đặt lên để làm khuôn. Sau đó mình sẽ sử dụng bút phút vẽ vào đây. Rồi tiếp theo mình sẽ sử dụng một cái kéo và cắt cái khuôn này ra. Sau khi cắt xong thì mình được một cái hình tròn như thế này. Bây giờ mình sẽ sử dụng màu nước để trang trí lên đây nha. Trong khi chờ Pop-It kẹo đường khô thì mình sẽ chế tạo một con Pop-It lính canh nha các bạn. Để làm Pop-It lính canh thì ở đây mình đã chuẩn bị những nguyên liệu sau đây: màng bọc bong bóng loại nhỏ, kéo, giấy và bút màu. Trước tiên thì mình sẽ vẽ hình lính canh lên tờ giấy này nha. Bây giờ mình sẽ sử dụng băng keo hai mặt để dán màng bọc bong bóng này lên hình vẽ nha. Sau đó thì mình sẽ sử dụng kéo để cắt ra. Như vậy là mình đã làm xong chiếc Pop-It lính canh rồi. Và bây giờ mình sẽ làm một cái mặt nạ lính canh nha. Và để làm được cái mặt nạ thì mình sẽ sử dụng bìa cắt tông. Trước tiên thì mình sẽ vẽ một cái hình tròn ở đây. Bây giờ mình sẽ sử dụng băng keo hai mặt để dán bọc ni lông đen này lên nha. Sau khi dán xong thì mình được một cái hình như thế này. Tiếp theo thì mình sẽ sử dụng mỏ hàn để đục lỗ lên trên này nha. Như vậy là mình đã đục lỗ xong trên cái mặt nạ rồi. Và tiếp theo mình sẽ sử dụng giấy rán để dán lên đây nha. Ok, như vậy là mình đã làm xong chiếc mặt nạ lính canh này. Bây giờ thì mình sẽ chế tạo lần đặt Squid Game. Và ở đây mình đã chuẩn bị một lon nước và một dao rộng giấy. Bây giờ mình sẽ cắt đáy của lon nước ra nha các bạn. Tiếp theo thì mình sẽ vẽ hình nhân vật Squid Game lên đây và cắt theo tờ giấy nha. Và để cho lật đật có thể hoạt động được thì mình sẽ test vào đây một ít đất sét nha. Ok, như vậy là mình đã chế tạo xong lật đật Squid Game rồi. Và nghe đâu là ở trong trò chơi Squid Game có một cái món đồ chơi đó là bong bóng Squid Game. Và bây giờ mình cũng sẽ làm một cái nha. Đây là cái đầu của lính canh nha. Và tiếp theo mình sẽ vẽ một cái tam giác thật là to. Và cuối cùng không thể thiếu được đó là món đồ chơi cãi kẹo đường giống như là của Su Hào. Và mình đã chuẩn bị các nguyên liệu sau đây: đất sét, bìa cứng, bút màu và một que tre. Trước tiên thì mình sẽ vẽ trang trí cho tấm bìa cứng này nha. Ok, như vậy là mình đã hoàn thành xong bộ đồ chơi sưu tập Squid Game của mình rồi này. Bây giờ mình sẽ mang qua nhà Su Hào và khoe với Su Hào nha. Su Hào sẽ ngạc nhiên với bộ đồ chơi của mình lắm đây. Sao giờ này củ cải mình còn chưa qua nhỉ? Su Hào ơi, tao tới đây này. À, củ cải. Ồ, bộ đồ chơi Squid Game của cậu đấy hả? Ờ, đúng rồi. Mà lúc sáng cậu bảo là có nhiều bộ đồ chơi Squid Game lắm mà. Mang ra cho tao xem đi. Ờ, đây này củ cải. Đầu tiên là Pop-It Squid Game lính canh nha. Wow, xịn sò quá Su Hào. Cậu bóc ra cho tao xem đi. Đây nha, cái này có giá là 79.000 này củ cải. Tao sẽ bóc ra cho cậu xem này. Wow. Wow. Đây là khuôn mặt này củ cải. Ồ, đúng rồi. Không biết là có ấm không nhỉ? Tôi bấm thử nhá. À, này của cái. Nó vẫn nhấn được vào hả? Nhấn vào nhưng mà nó không kêu. À vậy hả? Ừ, nó chỉ là làm hình minh họa thôi. Còn cái này mình nhấn được nè. À, ôi đã tay lắm của cái ơi. Vậy hả? Ừ. Nhưng mà tớ nghĩ là mặt ngược lại á thì nó sẽ to hơn này, kêu to hơn này. Đâu? Cậu nghe nhá. Ồ, đúng đấy này. Tớ bật mí cho cậu, tớ cũng có Pop-It đồ chơi lính canh Squid Game đó nha. Không? Đồ chơi này tớ làm bằng bọc ni lông bong bóng đó xào. Âm thanh kia cũng khá là to đó nha. Tớ thử cho cậu xem này. Ờ, cậu thử đi. Đó. Wow. Kêu kìa. Đấy. Hay đấy nhỉ. Để tớ bấm thử xem nào. Bấm thử đi xào. Đấy. Ô, kêu to chưa? Wow. Ồ, xào bấm kêu to ghê. Wow. Wow.
Ô đã ghê một cái ơi. Món đồ chơi tiếp theo của cậu là gì vậy Xu Hào? Tiếp theo là mặt nạ lính canh Squid Game này cậu cái. Để tới đó thử cho cậu xem nha. Đeo đi Xu Hào. Thấy thế nào? Nhìn ngầu phết nha. Cái mặt nạ này đeo vào có nhìn thấy gì không Xu Hào? Tất nhiên là thấy rồi cậu cái. Cậu thấy mấy cái lỗ li ti này không? Đây là cái lỗ này mình nhìn qua đó cậu cái. Thế à? Xu Hào nhìn này. Wow, cái gì vậy cậu cái? Mặt nạ ô, cậu chế như thế nào hay này cô cái? Dễ lắm Xu Hào. Cái này tớ làm bằng bìa cắt tông này. Ở bên ngoài thì tớ bọc bằng ni lông và tớ đục những cái lỗ như thế này để có thể nhìn qua này. Sau đó thì tớ sử dụng băng dán hai mặt và dán vào đây tạo hình này. Ồ, giống đấy cô cái ơi. Nhưng mà tớ chưa hết đâu nha cô cái. Ngoài mặt nạ lính canh ra thì tớ còn mặt nạ của ông trùm nè. Ta ta. Ngầu quá Xu Hào ơi. Mặt nạ ông trùm thì tớ chịu không chế được rồi. Thế còn đồ chơi gì nữa không? Tất nhiên là còn chứ. Còn như này cô cái. Tập Squid Game nha. Wow, nhìn đẹp quá Xu Hào ơi. Cậu chơi thử cho tớ xem đi. Đây nha, mấy con lật lật này á. Khi mình mà cho nó ngã thì nó sẽ tự đứng dậy đó cậu cải. Cậu xem nè. Đâu? Bây giờ tớ sẽ thổi cho nó té nha. Hay nha. Đây là gồm hai loại nhân vật nè. Một là lính canh nè và hai là loài người chơi nha. Nhìn dễ thương quá Xu Hào ơi. Và tớ cũng có lần đặt Squid Game đấy nha. Thật không? Có mà. Vậy cậu lấy ra cho tớ xem đi. Tên lần đặt của tớ đây này Xu Hào. Mà lần đặt của cậu ngã có tự đứng dậy không cậu cãi? Tất nhiên là được rồi. Xem này Xu Hào. Hay vậy cậu cãi. Rồi lắc lư đều luôn nè. Cậu làm như thế nào mà nó cân bằng được vậy? Đơn giản lắm Xu Hào. Ở đằng sau này tớ sử dụng một cái đáy chai này và một cục đất sét. Khi mà cho cục đất sét vào đây á thì cái đáy chai nó sẽ tự động nó cân bằng cho mình này. Hóa ra là vậy. Lần đặt của cậu cũng thú vị phết đấy cậu cải. Tất nhiên rồi. Nãy giờ tớ đưa món đồ chơi gì ra cậu cũng có. Bây giờ tớ đã bảo đưa món này lên là cậu không có nè. Nhìn đây, bóng bay Squid Game lấy cái. Tưởng gì bóng bay Squid Game à? Tớ cũng có này Xu Hào. Nhìn đây. Rồi, bóng bay mà cậu cũng có luôn hả? Đây là cái đầu của lính canh Squid Game này Xu Hào. Và quả bóng nó màu đỏ sẵn rồi cho nên là tớ không vẽ mặt lên nữa. Tớ chỉ vẽ cái hình tam giác lên thôi. Nhưng mà chưa hết đâu. Cậu nhìn này. Có gì đặc biệt về cô cái? Khi mà tớ xì hơi ra là cái tam giác này nó thu nhỏ lại này. Nó đậm hơn thì kiểu phải. Còn muốn nó to ra thì tớ chỉ việc thổi vào thôi. Nó đậm lên kìa. Nó đậm lên kìa. Đậm đen luôn của cái ơi. Đậm đen luôn này. Đen thui luôn này Xu Hào. Hay nha. Wow. Bong bóng Squid Game thì chế khá đơn giản rồi. Cần vẽ hình tam giác lên là được. Bây giờ tớ sẽ đưa món này ra, đảm bảo của cải sẽ không chế được nè. Đồ chơi sách kẹo đường. Đây là một đồ chơi nhà sách vừa mới về luôn nha của cải. Ở đây sẽ có một cục đất sét màu vàng nè, để tạo kẹo đường đó. Và đây sẽ có hai khuôn nha, một khuôn tam giác và một khuôn hình cái dù nè. Wow. Ngoài ra còn có hai cây kim để mình có thể là cày kẹo đường đó. Wow, một đồ chơi xịn sò quá Xu Hào ơi. Mà hai cái hình người này để làm gì vậy Xu Hào? Cái hình người này á chỉ để trang trí thôi. Phía sau này là rộng này cậu cải, không có gì hết nha. Hóa ra là vậy, tớ cứ tưởng phải dùng để chơi chứ. Bây giờ tớ sẽ bóc ra cho cậu xem nha. Bóc ra đi Xu Hào. Đây, tháo từ phía sau ra nè. Đầu tiên là một cái khuôn hình cái dù này cậu cải. Tiếp theo là một cái khuôn hình tam giác nè. Và đây là đất sét màu vàng. Cuối cùng là cái kim này của cải. Hai cái kim luôn nha. Wow, kim to thế nhỉ. Thế bộ đồ chơi tách kẹo đường này còn có không của cải? Bộ đồ chơi này thì không có gì. Có luôn này Xu Hào. Và cái bộ đồ chơi này tớ sẽ có hai miếng đất sét cho hai người chơi này, thêm một cái khuôn tam giác và hai cái kim nha. Ở đây tớ đang đi thêm cả lính canh cho nó đẹp này Xu Hào. Như vậy thì cũng đâu thua gì bộ đồ chơi của tớ đâu. Tại lúc sáng tớ thấy bộ đồ chơi của cậu rồi nên tớ về mô phỏng làm theo đó Xu Hào. Hóa ra là vậy. Đây bây giờ tụi mình chơi thử bộ đồ chơi của ông trước đi cậu cải. Đây để tớ bóc ra cho cậu xem nha. Cứ như là hộp người ta làm luôn kìa. Rồi đây là hai cái kim nha. Đấy rồi thêm cái khuôn nữa này. Trước tiên thì chúng ta sẽ làm dẹp mỏng cái đất sét này ra nha. Sau đó thì mình sẽ dùng khuôn và in cái hình tam giác lên nha.
Đây, tớ có được một cái kẹo đường này xoa không? Rồi, bây giờ tụi mình tách thử đi. Tụi mình tách đi cô cải. Rồi, tớ tách nha. Yeah, tớ tách xong rồi này cô cải. Tớ uống xong rồi này xoa không? Xong chưa? Xem ra tách kẹo bằng cái này cũng khá đơn giản cô cải nha. Công nhận là dễ thật đấy. Hay là bây giờ tụi mình chơi thử bộ đồ chơi tách kẹo cậu đi xoa không? Không biết là nó sẽ như thế nào đây. Để ta khui ra nhá. Trước tiên thì mình sẽ bóc cái này đó nè. Wow, nó xếp mềm lắm cô cải ơi. Vậy hả? Mềm lắm, giống như là bánh vậy đó. Rồi bây giờ ta sẽ thử cho khuôn vào nha. Cậu cho đi. Đây là một cái khuôn hình cái dù nè. Wow. Nó in hình đẹp chứ nè. Đẹp nha. Ê xoa, bây giờ tụi mình chơi tách kẹo hình cái ô đi. Chứ chơi hình tam giác thì đơn giản quá. Đúng rồi đấy cô cải. Để tớ làm trước nha. Đây, đây là kẹo đường của tớ nè. Bây giờ tớ sẽ in hình cái ô lên nha. Rồi. Yeah. Đây, kim của cậu đây nè cô cải. Tớ xin. Rồi bây giờ mình tách đi cô cải. Rồi. Xong rồi này. Ủa, mà sao kẹo đường của cậu nhìn tua tua giống như con gai vậy? Tại vì tớ lấy kim đâm vào đó xào. Vậy hả? Mà công nhận đất sét của cậu thơm thật đấy, y như mùi bánh luôn xào. Còn mềm nữa này, người vào là chỉ muốn ăn thôi xào. Công nhận là bộ đồ chơi tách kẹo đường của cậu chơi sướng thật đấy xào. Nhưng mà bây giờ cũng trễ rồi, tớ phải về nấu cơm đây. Nhưng mà cho tớ mượn cái bộ đồ chơi này để chơi một hôm được không? Cũng được cậu. Mai bố tớ trả cho. Ok. Rồi, bắt xét nè. Để xin nha. Rồi, bye bye xem nào. Bye cô gái.